Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân thành phố giao, Tổng đài 1022 Đà Nẵng thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và cung cấp thông tin phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Dạ, Tổng đài 1022 xin nghe ạ. Dạ, hiện tại đối với lại những người từ thành phố Hồ Chí Minh về tại Đà Nẵng đấy ạ, là sẽ cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày ạ. Qua Tổng đài 1022, người dân được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch, giải đáp thông tin, văn bản, quy định phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, hỗ trợ khai báo y tế trực tuyến, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phòng chống dịch như bản đồ dịch tễ, cơ sở dữ liệu dịch tễ qua cổng dữ liệu. Đồng thời tiếp nhận phản ánh góp ý của người dân liên quan vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong cái thời gian mà COVID diễn ra thì cái số lượng lưu lượng các cuộc gọi đến để hỏi thông tin về COVID thì rất là nhiều. Thì một ngày thì thông thường thì mỗi tổng đài viên có thể nhận lên đến là 60 đến 70 cái cuộc gọi về cái nội dung là COVID. Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và giải đáp thông tin cho gần 28.000 lượt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó có 8.589 lượt yêu cầu liên quan đến COVID-19. Qua cái đường dây nóng COVID này thì cũng là một cái kênh để mà giúp cho thành phố trong cái việc mà hỗ trợ bà con nhân dân trong cái việc tìm hiểu cái thông tin về dịch bệnh COVID, về các quy định phòng chống trên địa bàn thành phố. Đồng thời cũng là một cái kênh để mà chính quyền kịp thời nắm bắt những cái việc về vi phạm về quy định, ví dụ như phòng chống COVID, vi phạm quy định 5K để kịp thời xử lý, để mà đảm bảo cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn. Tất cả các yêu cầu, phản ánh góp ý của người dân đều được Tổng đài 1022 tiếp nhận, phân loại, chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý. Kết quả được phản hồi và thông tin qua cổng góp ý Đà Nẵng để người dân biết theo dõi.